Mẹ, có chuyện gì vậy? Không có gì. Không có gì? Không có gì mà mẹ như vậy đó hả? Trời, cả nhà lùi lên nha. Chuẩn bị nè. 3 2 3 2 3 Rồi, tôi đi thay phim chút nha anh chị. Dạ. Thinh thinh. Chồng ơi, mà sao tự nhiên chồng lại muốn đi chụp hình vậy? Em thấy tốn kém quá. Thì mình chụp để có cái giữ lại sau này làm kỷ niệm chứ. Với lại bây giờ là khoảng thời gian vợ chồng mình vui nhất. Anh muốn giữ lại để sau này có cái để nhớ nữa. Anh à. Sao em? Mình sống trên ghe như vậy hoài, biết chừng nào mình có nhà trên bờ hả anh? Thì anh thấy mình sống như vậy mà hòa thuận. Thằng Quý nó khỏe như vậy là được rồi em. Nhưng mà em chỉ mơ có một ngôi nhà trên bờ. Chứ em chịu cực khổ với anh, với thằng Nguyễn không được sao? Tao ghét nhất là cái thứ cha mẹ bỏ con bỏ cái. Cái thứ cha mẹ đó đó hả, xứng đáng bị trời tru đất diệt. Tao thiệt không hiểu nổi tại sao tụi nó lại có thể bỏ đi núm ruột của mình, mặc kệ nó sống chết ra sao. Như vậy thì có khác gì là giết người. Càng nghĩ tao càng ứa gan. Biết đâu người ta có nỗi khổ riêng mà chú. Nỗi khổ cái con khỉ. Bỏ con mà là nỗi khổ hả? Mày nói tao nghe không lọt cái lỗ tai rồi đó. Con chỉ ví dụ vậy thôi mà. Nếu mà mày làm ở bãi rác này lâu á, một năm mày gặp cái chụp vụ á. Vụ gì chú? Thì cái vụ bỏ con chứ vụ gì. Mà đa phần á, mấy đứa nhỏ đều chết hết. Hiếm có đứa nào mà được sống như cái đứa vừa rồi. Anh Thư đâu rồi hả cô? Nó đi rồi. Cô khỏe hơn chưa ạ? Con có thể dắt cô đi gặp thằng Nguyễn được không? Không biết nó bây giờ sao rồi. Con cũng không biết nữa. Nhưng mà con hứa, con sẽ nói lại với ảnh, rồi con sẽ báo với cô sau nha cô. Cảm ơn con. Dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi.
Có đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Âu Tôi tới rồi. Có chuyện gì? Anh có biết bây giờ mẹ anh đang ở đâu không? Cô bắt đầu tộc mà trong chuyện cá nhân gì vậy? Xin lỗi, nếu anh không muốn biết thì coi như tôi chưa nói vậy. Nói cho tôi biết, cô biết gì về tôi? Theo những gì mà em thấy, lão cực kỳ ghét những ai bỏ rơi con cái của mình. Điều đó có thể xuất phát từ quan điểm cá nhân, vì vợ của lão cũng đã bỏ rơi lão và con nhỏ. Em có liên kết gì về cái chết của cha mẹ đứa bé ở đường rầy hay sao? Từ từ Rêu cũng sẽ tìm được bằng chứng. Anh Minh, chị Mai, Phương nhắn cho em đâu cậu cảm thấy không ổn. Cô ấy đã đi một vài bước quá vội vàng. Có thể Phương đã quá lo lắng cho mối quan hệ giữa Nguyễn và Thư. Nhưng như vậy á là hư bột hư đường hết. Tụi em phải làm việc theo lý trí. Còn hiện nay, nếu đặt tình cảm vô nhiều quá, sớm muộn gì đè bàn cũng bay. Thưa Phương nhắn, em thua. Cho cậu rút về đi. Dạ. Cô nói đi, cô là ai? Tại sao cô biết chuyện gia đình của tôi? Tôi tìm thấy bức hình ở nhà mẹ của anh.
Sao cô biết tấm hình này là của tôi hả? Anh nhìn đi, phía sau tấm hình có ghi tên của anh kìa. Trên đời này có một mình tôi tên Nguyễn. Bởi vì tôi quen biết anh nên tôi nghĩ đó là anh. Gì đó. Nguyễn, bộ bữa nay anh tính chơi cả hai hả? Anh Thương, cô hiểu lầm rồi. Tôi hiểu lầm. Vậy cô tới đây để làm cái gì? Tôi vừa phát hiện ra được một sự thật. Sự thật gì? Sự thật là cô và Nguyễn, hai người là... Là cái gì? Là anh em. Con đã điên rồi. Không, tôi không điên. Anh Thương, cô và Nguyễn, hai người là anh em của mẹ khác cha đó. Cô phải tin tôi chứ. Sao nó nói như vậy chứ? Hả? À, Thu Phương, em có sao không? Em không sao. Em làm anh lo quá. Em đang muốn tìm hiểu về mẹ con anh Thư. Thu Phương à, điều chúng ta cần là bằng chứng chống lại Nguyễn, chứ không phải là đào sâu vào hoàn cảnh gia đình của họ. Em biết rồi. Thôi được rồi, em về nghỉ ngơi đi. Thank you.
anh bận tâm lời cô ta nói hả? Cô ta nói hai chúng mình là anh em ruột, cùng mẹ khác cha. Con điên, làm gì có chuyện đó. Anh tưởng tượng thử đi, nếu như hai chúng mình là anh em, làm gì có chuyện đó xảy ra. Không, con điên, mẹ em làm sao có thể làm mẹ của anh được chứ. Con điên, điên rồi. Tới đây làm gì? Ông gặp lại mẹ tôi chưa? Bà ta còn sống, ông có biết không? Bà ta vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này. Vậy mà tôi cứ tưởng tôi là đứa mất mẹ chứ. Nếu bà còn sống thì đừng có gặp lại bà, đừng quan tâm gì hết. Đi đi. Con Thư không có ở nhà. Tôi đến gặp bà. Có khi nào bà muốn gặp lại đứa con trai đã bị bà bỏ rơi hay không? Bà bỏ rơi con ruột của mình như vậy, bà ác lắm. Nguyễn, có phải là con không? Là con phải không Nguyễn? Nguyễn, Nguyễn à, Nguyễn.
Cô và Nguyễn, hai người đã đem phụ mẹ khác gia đó. Cô phải tin tôi chứ. Thằng Nguyễn, trời ơi, tụi bay là hai anh em đó. Trời ơi, quả báo tôi rồi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Bà tỉnh rồi hả? Ông là... Bà không nhận ra tôi à? Ông... Gớm ghiếc lắm phải không? Ông à, tôi tưởng bà bỏ đi là để có cuộc sống sung sướng hơn lúc bà sống cùng với cha con tôi. Tôi không ngờ bà lại như vậy. Đáng đời bà. Đáng đời bà lắm. Găng tay này không phải dùng để dọn rác chứ Mai? Mai chưa từng thấy lão ấy dùng loại găng tay này. Nạn nhân chưa có tiền sử xài ma túy
và không thể nào biết được bao nhiêu liều lượng để giết một người. Chỉ có người rành về ma túy mới có thể biết được điều đó. Sao lại như vậy? Anh thôi đi Nguyễn. Tại ba của anh, tại mẹ của tôi. Đúng rồi, là tại ông bà, chính là do ông bà. Nói với tôi là ba anh chết rồi mà Nguyễn. Chuyện ông sống chết thì có liên quan gì tới chuyện huyết thống hả? Vậy tụi mình là anh em, tụi mình có chung huyết thống hả? Thư à, Thư à, anh buông tôi ra, anh buông tôi ra, anh buông tôi ra. Thư, cô bị đuôi à? Cô muốn tôi chào cô nữa hả? Mày có biết ở đây là ở đâu không? Mày gặp đàn chị mà không biết chào. Mày không làm vừa lòng tao đi, tao cho mày xách dép đó. Cô đanh đá quá. Đối với mấy đứa giống như mày thì phải vậy đó. Sao ngồi thẫn thờ vậy chú? Buồn thấy mẹ. Buồn chuyện gì? Định biết. Ba. Nguyễn, ông nói bà bỏ ba con tôi đi là do ba con tôi nghiệp, đúng vậy không?
không phải như vậy đâu. Vậy thì tại sao bà bỏ đi? Mẹ, đừng có xưng là mẹ. Nghe không lọt lỗ tai chút nào hết. Tại sao bà bỏ đi? Tại tôi... Khó nói quá hả? Tôi xin lỗi. Mấy người đàn bà bỏ con gì bà? Tôi thích giết lắm. Bà coi chừng tôi. Câu nói của Nguyễn có ý nghĩa gì? Em không biết. Nhưng một câu nói thì không cho chúng ta bất kỳ bằng chứng gì. Nhưng biết đâu từ câu nói đó mình có thể mở ra hướng điều tra mới thì sao? Được rồi, tôi cảm ơn. Có đối tượng tình nghi giấu ma túy trong đồ lót được đưa về. Ừ. Chào mấy anh đẹp trai. Cô làm việc cho ai? Anh hỏi em cái gì? Tôi hỏi cô làm việc cho ai? Đâu có. Ý anh là cái này á hả? Cái này em mua em. Có vẻ như cô ấy biết mình không sao với số lượng ma túy mà cô ấy tàn trữ. Em thì ngạc nhiên khi cô ấy bị bắt. Anh Minh, Phương, chị đang nghe chi tiết về Nguyễn. Nguyễn nói hay muốn giết những kẻ bỏ rơi con. Đó có phải là lời hăm dọa dành cho bà Bích? Hay là Nguyễn liên quan tới cái chết của đôi vợ chồng ở đường sắt? Alo. Được rồi, tôi cảm ơn. Có nhân chứng đã nhìn thấy kẻ đưa xác người ra đường rầy. Em bị điên hả? Sao để bị bắt? Anh làm cái gì vậy? Sao anh đánh tôi? Em bớt khùng lại, đừng có làm những trò nhảm nữa. Ai ở trong nhà anh vậy? Tạm thời em nằm yên ở nhà một thời gian đi. Anh thích xài cái con này lắm hả? Còn điếm. Em xong rồi hả? Vui nên mà trót lọt, má sẽ thưởng động cho em. Mà hàng gì vậy anh?
không biết sẽ tốt hơn cho em nữa. Anh tin em. Bà tới đây làm gì? Tôi muốn gặp thằng Nguyễn. Ai cho bà biết là tôi ở đây? Thằng Nguyễn nó nói. Bà kiếm nó làm chi? Tôi suốt 20 năm nay tôi luôn nhớ con. Tôi nhớ thằng Nguyễn lắm. Bà dài quá. Đã dám bỏ đi rồi còn giáp mặt về đây làm gì nữa? Khóc lóc thì giải quyết được khi ổn gì đâu. Ông à, thôi bà về đi, đừng nói nhiều nữa. Bà đi về giùm tôi đi. Cho tôi gặp thằng Nguyễn đi mà. Bà đi về đi. Nó tự khắc gặp bà nếu nó muốn. Còn bây giờ đi về. Đi. Bà ác lắm mà.